Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Lẩn quẩn lan quanh suốt tháng ngày, trung thành do khổ dám kêu thay. Có lẽ loài chó là động vật gần gũi trung thành với con người nhất. Ấy vậy mà, đến ngày hôm nay thì giá trị của nó vẫn chưa thực sự được trân trọng. Hình ảnh chú chó bị trọ mõm rồi bị chặt lìa đứt chân khiến nhiều người phải khiếp đảm. Vậy chi tiết về câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi cảnh người phụ nữ dùng dao chặt chân chó khiến cho cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Theo đoạn video clip, chú chó bị xích vào cột và đang nằm trước hiên nhà thì bị người phụ nữ ép đeo rọ mõm rồi lôi ra sân. Tiếp đó, người này cầm dao loại lớn giơ cao chặt đứt một bàn chân của chú chó khiến máu chảy rất nhiều. Chú chó chỉ biết đứng kêu đau đớn rồi nằm gục xuống. Lát sau, người phụ nữ lấy miếng vải và băng buộc lại phần chân bị thương cho chú chó. Ngay sau khi chia sẻ lên Facebook, đoạn video clip này khiến nhiều người vô cùng hoảng sợ và hành động giả mạo của người phụ nữ. Thành viên Ngọc Khánh bức xúc. Không hiểu người này nghĩ gì nữa, tại sao họ lại có thể nhẫn tâm cầm dao chặt chân của chú chó mà do chính mình nuôi dưỡng? Bà Ngọc Hương bày tỏ quan điểm. Tôi không thể chấp nhận được hành động giả mạo này, rất mong đội cứu hộ động vật Sài Gòn lên tiếng bảo vệ chú chó. Dù nó thường xuyên phá hoại đồ vật, vật nuôi nhỏ trong vườn thì cũng nên có biện pháp răn đe nhẹ nhàng như xích vào một chỗ hoặc rọ mõm. Liên hệ với người phụ nữ trong đoạn clip và cũng là chủ nhân của chú chó, bà Tiên ở Phú Quốc Kiên Giang xác nhận hình ảnh trên và khẳng định hành động ấy nhằm mục đích cứu và bảo vệ chú chó. Tôi không muốn để người khác giết hại nó, bà Tiên nói. Chị Hồng, con gái của bà Tiên cho hay, cuộc sống gia đình những ngày qua đã đảo lộn rất nhiều vì sự việc không đáng có này. Chị bức xúc. Chúng tôi không muốn nói nhiều về sự việc này bởi mọi người đã nghĩ sai về sự việc, chưa tìm hiểu cụ thể đã vội vàng đưa ra những lời bình luận ác ý dành cho mẹ tôi. Qua lời kể của chị Hồng, đoạn clip được một người hàng xóm ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội cho bạn bè xem. Tuy nhiên, đoạn clip đã phân tán quá rộng rãi dẫn đến hiểu lầm. Người hàng xóm đã đến xin lỗi gia đình tôi, còn việc mẹ tôi chặt chân chó là không muốn nó bị người khác giết hại. Mấy tháng nay nó đã phá hàng trăm con vịt con của nhà và hàng xóm. Bởi vậy, nhiều người đã dọa bắt rồi đem nó đi giết thịt, chị Hồng phân trần. Được biết, bà Tiên đã nuôi chú chó này gần 7 năm và coi như thuốc cưng trong nhà. Vì vậy, sau khi chặt xong, bà đã thương xót rồi tự tay đi mua thuốc về băng lại vết thương. Hiện sức khỏe của chú chó đã ổn định. Tiếp sau đây là một câu chuyện cổ tích. Cô gái xinh đẹp yêu chàng trai tàn tật. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Cô gái miền Tây xinh đẹp yêu và cưới chàng trai nằm một chỗ. 2 năm trước, từ thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thủy Trúc, 31 tuổi, quê ở Bến Tre, đặt mua một món đồ điện tử qua mạng từ người bán ở Bình Định. Trúc không bao giờ nghĩ việc làm ấy lại bắt đầu một chuyện tình đẹp đến khó tin. Nhận được món hàng đặt qua mạng, Trúc thường xuyên được người bán gọi điện hỏi thăm trò chuyện. Đó là những cuộc điện thoại chăm sóc khách hàng quen thuộc của anh Nguyễn Chánh Tính, sinh năm 1987, quê ở Bình Định. Tính bị liệt toàn thân, chỉ có thể nằm một chỗ sau vụ tai nạn giao thông bất ngờ. Trải qua thời gian điều trị, tôi có lúc muốn rời bỏ cuộc đời, tính gắng gượng mở tiệm tạp hóa, bán hàng online để tự nuôi sống bản thân. Lần đầu tiên gọi điện nhắn tin cho Trúc, tính đã bị mê hoặc bởi giọng nói ngọt ngào, trong sáng của cô khách hàng ở mãi miền Tây xa xôi. Ngược lại, Trúc cảm thấy tâm hồn mình và tính có những nét đồng điệu. Cả hai trở thành bạn, rồi bỗng dưng thấy thiếu vắng, nhớ nhung khi không nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Khi thân thiết hơn, Trúc mở lòng kể cho tính nghe về những tổn thương trong tình yêu. Đổi lại, tính chia sẻ về đoạn đời giông bão và tình trạng hiện tại của mình. Anh không giấu giếm bởi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu Trúc và được cô gái đáp lại. Những cuộc gọi điện sau đó, cả hai bật camera để có thể nhìn thấy nhau. Một lần, tính nửa đùa nửa thật nói với Trúc. Nếu anh không như thế này, chắc có thể là bạn trai em chỉ. Lưỡng lự, cô gái hiền lành, cười gật đầu đồng ý. Tính ngập chìm trong hạnh phúc, chứ vẫn chưa thể tin nổi. Hai ngày sau, anh quyết định ngỏ lời với tâm lý không đặt quá nhiều kỳ vọng vào việc sẽ được Trúc đồng ý. Theo thời gian, tính nhận thấy Trúc yêu thương anh thật lòng. Tình yêu ấy của Trúc càng khiến anh thêm lo lắng, đau khổ. Ngay khi tình yêu của Trúc dành cho anh mãnh liệt, nồng cháy nhất, nỗi đau đớn bị người yêu sắp cưới bỏ rơi trong anh lại ùa về. Trước khi gặp tai nạn, tính đang lên kế hoạch cưới vợ. Người anh định cưới là cô gái Thanh Mai Trúc Mã của mình. Cả hai lớn lên cùng nhau, học cùng trường, rồi cùng thề ước sẽ chẳng thể sống thiếu nhau. Ngày gặp tai nạn và biết mình sẽ gắn bó với chiếc xe lăn, tính đau đớn nói lời chia tay. Người ấy khóc ngất, khuyên tính nghĩ lại, động viên anh vẫn tin bước tiếp. Tuy nhiên ít lâu sau, khi tính dần chấp nhận được cuộc sống của một người khiếm khuyết, người anh yêu lại bất ngờ nói lời chia tay. Tính đau đớn nhưng rồi chấp nhận cuộc tình ấy đã hết duyên.
anh vùi đầu vào công việc để vơi nỗi buồn. Đối diện với tình yêu của Trúc, vết thương lòng trong tính lại có cơ hội sống dậy. Anh hết nghi ngờ sự hy sinh của Trúc, rồi lại sợ mình mang đến khổ đau cho người yêu. Tính quyết định nói lời chia tay, dừng lại cuộc tình sẽ khiến cả hai đau khổ. Ngày ấy, Trúc khóc nức nở như một đứa trẻ, khuyên mãi không được, tính nói cả hai cứ tạm dừng, tạm thời là bạn, đợi sau này khi Trúc ra thăm anh, tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh rồi hãy quyết định. Tháng 3, sau cái Tết trong nhớ nhung, Trúc một mình bắt xe vượt 1.000 cây số ra Bình Định thăm Chánh Tính. Dừng chân trước bảng hiệu điện thoại di động Tính Nguyễn đã bị bạc màu, Trúc lặng ngắm ngôi nhà nhỏ nơi cô sẽ gặp người con trai bấy lâu mình nhung nhớ. Hít một hơi dài, bước vào nhà, Trúc nhìn thấy người mình yêu nằm một chỗ, chỉ có thể cử động những đầu ngón tay. Mới gặp Tính lần đầu, Trúc đã ngỡ yêu anh từ kiếp nào. Cô cảm thấy anh thân thuộc, gần gũi, nên mọi ngần ngại khoảng cách như bị xóa nhòa. Trúc đến bên giường Tính, cô cảm nhận được những đầu ngón tay của người yêu mình run rẩy chạm vào mình. Em về thăm anh rồi nè, Trúc nói với giọng ngọt ngào, run run lên vì hạnh phúc. Hôm sau, Trúc bắt đầu phụ giúp mẹ Tính chăm sóc anh. Những lần đầu cô bỡ ngỡ, mặc áo cho Tính cũng bị lộn ngược lộn xuôi đến hai lần. Nhưng lúc ấy, cả hai đã biết cuộc đời của họ sinh ra là để dành cho nhau. Sau lần gặp đầu, Trúc trở về thành phố Hồ Chí Minh, rồi cứ 1-2 tuần, lại một mình ra Bình Định thăm, chăm sóc Tính. Cuối cùng, cả hai quyết định đến với nhau trong sự ngăn cản của gia đình bạn bè. Đến với Tính, Trúc bị gia đình lạnh nhạt, thậm chí em gái cô Trúc quyết định không nói chuyện với cô khi biết chị gái mình yêu một người đàn ông khiếm khuyết. Tính cũng có những tổn thương khi biết gia đình của bạn gái không chấp nhận. Ba mẹ, người thân của Trúc không chấp nhận tôi là điều rất bình thường, dễ hiểu. Nếu là tôi cũng không chấp nhận con gái của tôi yêu một người như mình, Tính kể. Lúc ấy, Tính lại nói lời chia tay, nhưng Trúc vẫn kiên cường. Cô động viên cùng anh chọn cách im lặng, tạo dựng hạnh phúc tổ ấm. Trúc tin rằng, khi thấy cô hạnh phúc, gia đình mình sẽ đón nhận anh. Vào tháng 7, Tính quyết định sẽ cùng với Trúc rời gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Thông tin ấy đảo lộn cuộc sống của gia đình anh. Cha mẹ của Tính bàng hoàng. Mẹ của Tính dù rất thương Trúc, nhưng vẫn lo lắng đứa con trai chịu nhiều đau khổ của mình có thể sẽ bị bỏ rơi giữa thành phố phồn hoa bất cứ lúc nào. Mẹ tôi không tin Trúc sẽ đủ kiên trì, chịu khó để có thể sống chung, chăm sóc cho tôi. Rồi bà sợ nếu rơi vào tình cảnh đau lòng, tôi sẽ nghĩ quẩn. Chánh Tính chia sẻ. Ba của Tính càng quyết liệt hơn. Ông không cho Tính và Trúc rời khỏi quê vào thành phố Hồ Chí Minh. Ông giận đến nỗi thề sẽ khóa cửa, nhốt anh vào trong nhà và đừng hòng có đứa nào đưa mày đi được. Tính kể. Những ngăn cản ấy xuất phát từ việc ba mẹ yêu thương và lo lắng cho tôi. Ba mẹ tôi sợ không thể lo cho bản thân, sợ Trúc khổ sở mà bỏ rơi tôi. Thế nhưng tôi tin vào tình yêu của mình, vào người mình đã chọn. Tôi thuyết phục ba mẹ và lên kế hoạch rõ ràng, từng bước khi vào thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đến thành phố Hồ Chí Minh, nơi đầu tiên tôi đặt chân là bệnh viện. Đó là nơi tôi từng có thời gian điều trị khi bị tai nạn. Anh kể, anh chọn bệnh viện để tạo cơ hội cho Trúc xác định lại tình yêu của mình. Biết đâu những ngày chăm chồng tương lai quá khổ sở sẽ khiến cô gái trẻ nghĩ lại. Thế nhưng dù mỗi ngày phải giúp Tính tắm gội, tập vật lý trị liệu, thậm chí bồng bế người yêu vẫn không khiến cho Trúc nản lòng. Chặng đường thử thách kết thúc, cả hai nhận ra rằng cuộc sống này sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu sống thiếu nhau. Tính và Trúc dọn về quận 7, nơi anh có công việc kinh doanh, viết sách, tư vấn tâm lý và truyền cảm hứng sống cho mọi người. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.